rồi đúng rồi. Biết cậu ra. Rồi rồi. Mất cái đầu rồi. Thấy cái trái hả? Thấy cái trái hả? Thấy rồi mới cho tôi thấy chọn luôn đi. Thử cái chị. Cơm hả? Cô khách mua 5 cái cơm. Cái cơm ok không để lấy hộp mà có mình được đạt sạc giúp anh cái đạt đây ghế tôi không ngồi dạ. Điện cô hồi trưa nhưng mà không thấy cô trả lời cái vốn gì hết. Cô khách mua 5 ký cơm nha. Ghi hết luôn lần đi rồi lấy hộp cho cô lần luôn.
ngon quá à. Vì xấu miền Tây. Cái nào không được cô nói nhé. Để cầm giùm anh. Đi Mỹ à cô? Đi Pháp à? Đi Pháp cũng lấy hộp à? Dạ. Bà ký hơn rồi. Bà ký hơn rồi. Đây là phía bên trong nha. Càng như ta. Cái này ai cũng thủ không nha.
trai nhỏ này không hay là chị? Là nữ không không? Thấy gì ạ? Sao mà nó thấy không ạ? Ủa cái gì trời? Không mà em thấy anh này lấy hộp khéo lắm nha. Lấy nó đẹp lắm. Tỷ mỹ nữa chứ. Đây chưa? Đây là lấy sầu riêng đi sầu riêng đi Pháp nha. Đi Pháp. Dạ. Tập trung vô lấy hột cho nó đẹp nha.